Sách Dân số đoạn 33. Những chặng đường từ Ai Cập về miền đất hứa. Đây là những chặng đường dân Israel khi ra khỏi Ai Cập đã di chuyển theo đội hình hành quân dưới sự lãnh đạo của Môi-se và A-rôn. Môi-se ghi lại những điểm khởi hành từng chặng một theo lệnh của Chúa. Và đây là những chặng đường của họ dựa theo những điểm khởi hành. Họ rời khỏi Ramse vào tháng thứ nhất nhằm ngày 15 tháng Giêng, ngày hôm sau của lễ vượt qua. Dân Israel đã ra đi cách hiên ngang trước mắt người Ai Cập, trong khi người Ai Cập lo chôn cất các con đầu lòng của mình. Những người đã bị Chúa đánh phạt ở giữa họ. Chúa cũng đã thực hiện cuộc đoán phạt các thần của họ. Dân Israel rời Ramse ra đi và đến đóng trại tại Sukkot. Họ nhổ trại rời Sukkot và đến đóng trại tại Etham, một nơi trước khi vào đồng hoang. Họ nhổ trại rời Etham và đi ngược trở lại Pi-hahiroth, nơi đối ngang với ba anh Sê-phôn, và họ đóng trại đối diện với Mít-đôn. Họ nhổ trại rời Pi-hahiroth, đi ngang qua biển và vào đồng hoang. Họ đi 3 ngày đường trong đồng hoang Etham, rồi đóng trại tại Ma-ra. Họ nhổ trại rời Ma-ra và đến đóng trại tại Elim. Elim là nơi có 12 suối nước và 70 cây chà là, và họ đóng trại tại đó. Họ nhổ trại rời Elim và đến đóng trại bên bờ Hồng Hải. Họ nhổ trại rời bờ Hồng Hải và đến đóng trại trong đồng hoang Sin. Họ nhổ trại rời đồng hoang Sin và đến đóng trại tại Đô-pha-ca. Họ nhổ trại rời Đô-pha-ca và đến đóng trại tại A-lút. Họ nhổ trại rời A-lút và đến đóng trại tại Rephidim, nơi không có nước cho dân uống. Họ nhổ trại rời Rephidim và đến đóng trại trong đồng hoang Sinai. Họ nhổ trại rời đồng hoang Sinai và đến đóng trại tại Kiếp-rốt Hát-ta-a-va. Họ nhổ trại rời Kiếp-rốt Hát-ta-a-va và đến đóng trại tại Ha-xê-rốt. Họ nhổ trại rời Ha-xê-rốt và đến đóng trại tại Rít-ma. Họ nhổ trại rời Rít-ma và đến đóng trại tại Rimmon-bê-rê. Họ nhổ trại rời Rimmon-bê-rê và đến đóng trại tại Líp-na. Họ nhổ trại rời Líp-na và đến đóng trại tại Rít-sa. Họ nhổ trại rời Rít-sa và đến đóng trại tại Kê-hê-la-tha. Họ nhổ trại rời Kê-hê-la-tha và đến đóng trại tại núi Sê-phe. Họ nhổ trại rời núi Sê-phe và đến đóng trại tại Ha-ra-đa. Họ nhổ trại rời Ha-ra-đa và đến đóng trại tại Ma-khê-lót. Họ nhổ trại rời Ma-khê-lót và đến đóng trại tại Ta-hát. Họ nhổ trại rời Ta-hát và đến đóng trại tại Tê-ra. Họ nhổ trại rời Tê-ra và đến đóng trại tại Mít-ca. Họ nhổ trại rời Mít-ca và đến đóng trại tại Hát-mô-na. Họ nhổ trại rời Hát-mô-na và đến đóng trại tại Mô-sa-rốt. Họ nhổ trại rời Mô-sa-rốt và đến đóng trại tại Bene-sa-a-can. Họ nhổ trại rời Bene-sa-a-can và đến đóng trại tại Hột-ha-gi-đa. Họ nhổ trại rời Hột-ha-gi-đa và đến đóng trại tại Giọt-ba-tha. Họ nhổ trại rời Giọt-ba-tha và đến đóng trại tại Áp-rô-na. Họ nhổ trại rời Áp-rô-na và đến đóng trại tại Ê-si-ôn-gê-be. Họ nhổ trại rời Ê-si-ôn-gê-be và đến đóng trại trong đồng hoang Sin, tức là Ca-đe. Họ nhổ trại rời Ca-đe và đến đóng trại tại núi Hô-rơ, gần biên giới xứ Ê-đôm. Tư tế A-rôn vâng theo lệnh Chúa, đi lên núi Hô-rơ và qua đời tại đó. Nhằm ngày mồng 1 tháng 5, năm thứ 40, sau khi quân Israel ra khỏi đất Ai Cập, A-rôn được 123 tuổi khi ông qua đời trên núi Hô-rơ. Lúc ấy, vua A-rát của dân Canaan đang sống ở miền nam xứ Canaan đã được báo tin rằng dân Israel đang tiến đến. Họ nhổ trại rời núi Hô-rơ và đến đóng trại tại San-mô-na. Họ nhổ trại rời San-mô-na và đến đóng trại tại Bu-nôn. Họ nhổ trại rời Bu-nôn và đến đóng trại tại Ô-bốt. Họ nhổ trại rời Ô-bốt và
và đến đóng trại tại Ize-Abarim, sát biên thùy của Moab. Họ nhổ trại rời Igim và đến đóng trại tại Dibon-Gad. Họ nhổ trại rời Dibon-Gad và đến đóng trại tại Anmon-Dilathaim. Họ nhổ trại rời Anmon-Dilathaim và đến đóng trại trên các rặng núi ở Ba-ra-im và đến đóng trại trên các rặng núi ở Abarim, đối ngang Nebo. Họ nhổ trại rời các rặng núi ở Abarim, rồi đến đóng trại trong đồng bằng Moab bên bờ sông Giô-đan, đối ngang Jericho. Họ đóng trại dọc theo bờ sông Giô-đan từ Bet-Yeshimot cho đến Aben-Shittim trong đồng bằng Moab. Cách đối xử với dân Canaan. Chúa phán với Môi-se trong đồng bằng Moab bên bờ sông Giô-đan đối ngang Jericho rằng: Hãy nói với dân Israel và bảo họ: Khi các ngươi đi qua sông Giô-đan để vào trong đất Canaan, các ngươi phải đuổi các dân cư trong xứ đi khỏi mặt các ngươi. Các ngươi phải phá hủy tất cả hình tượng đã chạm khắc vào đá của chúng, phá hủy tất cả tượng chúng đúc để thờ, phá hủy tất cả những đền miếu chúng đã xây cất trên các nơi cao để cúng tế. Các ngươi phải chiếm lấy xứ và định cư trong đó, vì ta đã ban xứ đó cho các ngươi để làm chủ. Các ngươi sẽ bốc thăm để phân chia xứ đó theo từng dòng họ. Dòng họ nào đông người, các ngươi phải chia phần sản nghiệp lớn hơn. Dòng họ nào ít người, các ngươi sẽ chia phần sản nghiệp nhỏ hơn. Hễ thăm trúng nhầm người nào, phần sản nghiệp sẽ thuộc về người đó. Các ngươi cứ dựa theo tên chi tộc của tổ phụ mình mà phân chia sản nghiệp. Nhưng nếu các ngươi không đuổi dân trong xứ đi khỏi mặt mình, thì những kẻ các ngươi chừa lại sẽ trở thành những dầm trong mắt các ngươi, những gai đâm vào hông các ngươi. Chúng sẽ gây rối cho các ngươi trong xứ các ngươi định cư. Rồi bấy giờ, ta sẽ phải đối xử với các ngươi như ta sắp đối xử với chúng chăng? Sách Dân số đoạn 34. Ranh giới xứ Canaan. Chúa phán với Môi-se rằng: Hãy truyền cho dân Israel và bảo chúng: Khi các ngươi vào trong xứ Canaan, xứ các ngươi sẽ nhận làm sản nghiệp. Xứ Canaan đó có ranh giới như sau: Ranh giới miền nam của các ngươi sẽ từ đồng Hoang Sin chạy dọc theo biên thùy nước Ê-đôm. Hay nói rõ hơn, ranh giới miền nam của các ngươi sẽ bắt đầu từ phía đông ở cuối biển muối. Ranh giới của các ngươi sẽ từ đó chạy vòng xuống phía nam, giáp các ngọn núi Ạc-Rắp-Bim, rồi băng ngang qua đồng Hoang Sin, đến ranh giới phía nam của Kade-Banea, chạy tiếp đến Hasa-Adda và tiếp tục cắt ngang qua Asamon. Từ Asamon, đường ranh giới sẽ vòng xuống suối Ai Cập và chạy dọc theo suối ra đến biển. Về ranh giới phía tây, các ngươi sẽ có biển lớn và nó sẽ làm biên thùy phía tây. Đây là ranh giới phía bắc của các ngươi. Từ biển lớn, các ngươi sẽ vạch một đường cho đến núi Hô-rơ. Từ núi Hô-rơ, các ngươi sẽ kéo một đường đến Lebo-Hama. Từ đó, đường ranh giới sẽ đến và bao gồm cả Sê-đát. Rồi từ đó sẽ chạy đến Sip-phơ-rôn và chấm dứt tại Hasa-Enan. Đó sẽ là ranh giới phía bắc của các ngươi. Các ngươi sẽ làm dấu ranh giới ở phía đông, bắt đầu từ Hasa-Enan chạy đến Sê-pham. Đường ranh giới của các ngươi sẽ chạy từ Sê-pham xuống Rip-la về phía đông của A-in. Rồi đường ranh giới sẽ tiếp tục đi xuống cho đến triền đồi phía đông của biển Kinneret. Đường ranh giới sẽ tiếp tục chạy dọc xuống theo sông Giô-đanh và chấm dứt tại biển muối. Đó sẽ là xứ sở của các ngươi với các ranh giới chung quanh. Môi-se truyền lệnh cho dân Israel rằng: Đó là xứ sở anh chị em sẽ bốc thăm để chia nhau ở. Đó là xứ mà Chúa đã truyền ban cho 9 chi tộc rưỡi còn lại, vì chi tộc của con cháu Ruben theo các gia tộc của họ, chi tộc của con cháu Gad
theo các gia tộc của họ, cùng với phần nửa chi tộc Manasse, tức hai chi tộc rưỡi, đã nhận phần sản nghiệp của họ bên phía đông sông Giô-đan, đối ngang Jericho, tức bên phía mặt trời mọc rồi. Những người lãnh đạo dân Israel, Chúa phán với Môi-se, đây là tên những người sẽ chi xứ cho các ngươi làm sản nghiệp: Tư tế Ê-lê-a-sa và Giô-sê con của Nun. Các ngươi cũng phải lấy thêm trong mỗi chi tộc một người lãnh đạo để hiệp với các ngươi chia đất cho dân làm sản nghiệp. Đây là tên những người ấy: chi tộc Giu-đa, Ca-lép con của Giê-phu-nê; chi tộc Si-mê-ôn, Sê-mu-ên con của Am-mi-hút; chi tộc Bên-gia-min, Ê-li-đáp con của Kích-lôn; chi tộc Đan, thủ lãnh Búc-ki con của Dốc-li. Trong con cháu Giô-sép, chi tộc Ma-na-se, thủ lãnh Han-ni-ên con của Ê-phốt; và chi tộc Ép-ra-im, thủ lãnh Kê-mu-ên con của Síp-phơ-tan; chi tộc Sê-bu-lun, thủ lãnh Ê-li-sa-phan con của Bạc-nách; chi tộc Isaka, thủ lãnh Ban-ti-ên con của A-san; chi tộc An-se, thủ lãnh A-hi-hút con của Sê-lô-mi; chi tộc Naphtali, thủ lãnh Bê-đa-hên con của Am-mi-hút. Đó là những người Chúa đã truyền có trách nhiệm phải chia đất cho dân Israel để họ nhận làm sản nghiệp trong xứ Canaan. Sách Dân số đoạn 35. Các thành của người Lê-vi trong đồng bằng Mô-áp bên bờ sông Giô-đan đối ngang Giê-ri-cô. Chúa phán với Môi-se, hãy truyền cho dân Israel rằng họ phải lấy từ sản nghiệp họ làm chủ một số thành và ban cho người Lê-vi, để những người ấy có nơi mà ở. Các ngươi cũng hãy ban các đồng cỏ chung quanh các thành ấy cho người Lê-vi. Những thành ấy sẽ là những nơi cho người Lê-vi ở. Còn những đồng cỏ sẽ là nơi họ nuôi bò lừa, chiên dê và các súc vật khác của họ. Các đồng cỏ bên ngoài các thành các ngươi sẽ cho người Lê-vi, tính từ tường thành trở ra là 500 mét, và sẽ vòng quanh thành như vậy. Các ngươi cũng hãy đo thêm bên ngoài thành về hướng đông 1.000 mét, về hướng nam 1.000 mét, về hướng tây 1.000 mét và về hướng bắc 1.000 mét, với thành ở chính giữa. Vùng đất đó sẽ thuộc về họ, để họ dùng làm đồng cỏ cho các thành của họ. Những thành các ngươi nhường cho người Lê-vi sẽ gồm 6 thành ẩn náu, tức những nơi các ngươi dành cho những kẻ gây thiệt mạng có thể chạy đến đó nương thân. Ngoài các thành ấy ra, các ngươi hãy cho họ thêm 42 thành nữa. Như vậy, tổng số thành các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi là 48 thành, luôn với các đồng cỏ chung quanh các thành ấy. Về các thành mà các ngươi sẽ nhường lấy từ phần sản nghiệp của dân Israel, thì chi tộc nào lớn sẽ nhường nhiều thành hơn, còn chi tộc nào nhỏ sẽ nhường ít thành hơn. Mỗi chi tộc tùy theo số sản nghiệp mình hưởng được mà sẽ nhường một vài thành cho người Lê-vi. Các thành ẩn náu. Chúa phán với Môi-se, hãy nói với dân Israel và bảo họ, khi các ngươi đã đi qua sông Giô-đanh để vào trong xứ Canaan rồi, các ngươi hãy chọn trong các thành một số thành để làm thành ẩn náu cho mình, hầu những kẻ không cố ý gây thiệt mạng có thể chạy đến đó ẩn náu. Những thành ấy sẽ là những nơi cho kẻ gây thiệt mạng đến ẩn náu khỏi tay kẻ báo thù, hầu kẻ gây thiệt mạng sẽ không bị giết trước khi được đem ra xét xử trước hội chúng. Các ngươi phải chọn 6 thành làm thành ẩn náu cho mình. Các ngươi sẽ chọn 3 thành ở phía đông sông Giô-đan và 3 thành trong xứ Canaan để làm các thành ẩn náu. 6 thành ấy sẽ là những nơi ẩn náu cho dân Israel và cho những kiều dân ở giữa họ, để những kẻ không cố ý gây thiệt mạng có thể chạy đến đó ẩn náu. Tội giết người và sự báo thù. Nếu ai dùng một vật bằng sắt
đánh chết người khác. Đó là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử. Nếu ai lấy tay, cầm hòn đá đánh chết người khác, đó là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử. Hoặc nếu ai dùng vật gì bằng gỗ đánh chết người khác, đó là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân phải bị xử tử. Chính người đòi nợ máu phải giết kẻ sát nhân. Khi gặp kẻ sát nhân, người đòi nợ máu có quyền giết nó. Tương tự, nếu kẻ nào vì lòng ganh ghét mà đẩy người khác ngã, hay cố tình ném vật chi vào người ấy khiến người ấy chết, hoặc vì thù ghét mà vung tay đánh người ta chết, thì kẻ sát nhân phải bị xử tử, vì nó là kẻ sát nhân. Khi gặp kẻ sát nhân, người đòi nợ máu có quyền giết nó. Nhưng nếu ai vô tình làm cho người khác bị đẩy ngã, hay vô tình ném vật chi lỡ trúng người khác, hoặc khi khuâng bát đá mà sải tay làm rơi đá trúng nhầm người khác khiến người ấy chết, tuy chẳng có thù ghét gì, hoặc cũng chẳng có ý làm hại người ấy, thì hội chúng sẽ chiếu theo những luật sau đây để xét xử giữa kẻ gây thiệt mạng và người đòi nợ máu. Và hội chúng có thể cứu mạng kẻ gây thiệt mạng khỏi tay người đòi nợ máu. Hội chúng sẽ bắt kẻ gây thiệt mạng quay về sống trong thành ẩn náu mà nó đã đến trú ẩn. Khi mới xảy ra án mạng, kẻ gây thiệt mạng phải sống ở đó cho đến khi vị thượng tế, người đã được sức dầu thánh, qua đời. Nhưng bất cứ lúc nào kẻ gây thiệt mạng đi ra khỏi ranh giới của thành ẩn náu mà nó đang ở, và nếu người đòi nợ máu bắt gặp nó trong lúc nó đang ở bên ngoài ranh giới của thành ẩn náu, và người đòi nợ máu giết nó đi, thì người ấy không mắc tội làm đổ máu, vì kẻ gây thiệt mạng phải luôn ở trong thành ẩn náu cho đến khi vị thượng tế qua đời. Sau khi vị thượng tế qua đời, kẻ gây thiệt mạng mới được phép trở về sống trong sản nghiệp của mình. Đó là những luật lệ và quy tắc cho các ngươi trải qua mọi thế hệ của các ngươi, bất kể các ngươi sống ở đâu. Nếu ai giết chết một người nào, người ta sẽ dựa vào bằng chứng của các nhân chứng mà kết án tử hình kẻ sát nhân. Tuy nhiên, không ai được phép kết án tử hình người nào khi chỉ dựa vào lời chứng của một nhân chứng. Ngoài ra, các ngươi không được phép nhận tiền chuộc mạng cho kẻ đã bị kết án tử hình. Kẻ sát nhân phải bị xử tử. Tương tự, các ngươi cũng không được phép nhận tiền chuộc mạng cho kẻ đã gây ra án mạng và đã bị kết án phải sống ở thành ẩn náu, để cho phép nó trở về sống trong sản nghiệp của nó trước khi vị thượng tế qua đời. Các ngươi chớ làm ô nhiễm xứ sở các ngươi đang sống, vì máu vô tội sẽ làm cho đất bị ô nhiễm, và không có gì có thể tẩy sạch được máu vô tội đã đổ ra ở đó, ngoại trừ chính máu của kẻ đã gây ra sự đổ máu vô tội đó. Các ngươi chớ làm ô nhơ xứ các ngươi sống, tức xứ ta ngự trong đó, vì ta là Chúa, đấng ngự giữa dân Israel. Đoạn 36. Luật về phụ nữ đang hưởng sản nghiệp và đi lấy chồng. Lúc đó, các vị trưởng tộc, các dòng họ của con cháu Gilead, con trai Machia, cháu Manasse, dòng dõi Joseph, đến đứng trước mặt Môi-se và các vị lãnh đạo, tức những thủ lãnh các chi tộc Israel, và nói với các vị ấy. Họ nói rằng, Chúa đã truyền cho ngài bắt thăm chia đất để làm sản nghiệp cho dân Israel. Chúa cũng đã truyền cho ngài phải chia phần sản nghiệp của anh em chúng tôi là Selophehat cho các con gái của ông ấy. Nhưng nếu các cô ấy lập gia đình với người ngoài chi tộc chúng tôi, thì một phần sản nghiệp của tổ tiên chúng tôi sẽ bị lấy đi mà đem nhập vào sản nghiệp của chi tộc các chồng các cô ấy. Như vậy, sản nghiệp đã được trúng thăm cho tổ tiên chúng tôi sẽ bị mất đi một phần. Rồi năm hoan hỷ của dân Israel đến,
Bây giờ phần sản nghiệp của họ sẽ vĩnh viễn được sáp nhập vào sản nghiệp của chi tộc dòng họ. Như thế sản nghiệp của tổ tiên chúng tôi sẽ bị mất đi phần sản nghiệp của mình. Theo lệnh của Chúa, Môi-se truyền cho dân Israel rằng các con cháu của Joseph nói rất đúng. Đây là những gì Chúa đã truyền về các con gái của Selophehat. Các cô ấy muốn lập gia đình với ai cũng được, miễn là với những người trong chi tộc của họ, để không một phần sản nghiệp nào của dân Israel sẽ bị chuyển từ chi tộc này qua chi tộc khác. Vì toàn dân Israel sẽ phải bảo toàn phần sản nghiệp của chi tộc mình. Hễ người con gái nào được hưởng sản nghiệp trong các chi tộc Israel, người con gái đó phải lập gia đình với một người trong chi tộc của tổ tiên mình, để toàn dân Israel có thể tiếp tục làm chủ sản nghiệp do tổ tiên để lại. Không một phần sản nghiệp nào được chuyển từ chi tộc này qua chi tộc khác. Vì mỗi chi tộc Israel đều phải bảo toàn phần sản nghiệp của mình. Các con gái của Selophehat làm y như Chúa đã truyền cho Môi-se. Mác-la, Nô-a, Hốc-la, Minh-ca và Tiệt-sa. Các con gái của Selophehat lập gia đình với các con trai của chú bác mình. Họ lập gia đình với các con cháu trong dòng họ Manasse, con Joseph. Và sản nghiệp của họ vẫn được giữ trong chi tộc của cha ông họ. Đó là những điều răn và luật lệ Chúa đã truyền qua Môi-se cho dân Israel trong đồng bằng Mô-áp bên bờ sông Giô-đanh đối ngang Jericho.